là bú cho cơ thơ chứ. Em có gặp con vậy, em có biết cái đầu em có bình thường không vậy anh? Đó, nó bình thường vậy. Tao nó nằm ngủ mơ luôn, nó cứ gáy như con trâu. Ê! Ui kìa. Ôi, nghĩ hết chuyện rồi, cho đồ ăn ngồi màu hầu á em không? Màu á, nhỏ bị điên mẹ đâu rồi. Ui kìa, mấy gì tao ngủ, tao gáy mấy gì, ai biêu nó ở đây nói vậy? Ê, vô đây em dẻ cho miếng muối ớt đem về nhà ăn trái cây. Gì uống dữ trời. Này trong suốt em tại hồi trưa giờ mới được. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đã đến với video của em nha mọi người ơi. Như mọi người đã biết cái video trước là ông Giấy á, ông cầm bị máy vô á, tình cờ em bị dấp chút xíu thôi, cái đầu em nó lúc đó là nó hơi bị dấp não thôi mọi người, chứ không phải ấy vậy đâu. Nhưng mà nói chung ngạn que là cũng làm em gia đình em cũng lục đục chút đến. Thì giờ thôi cái đó mình bò que đi mọi người, giờ em cũng có trả thù trả vốn gì đâu nha. Thì hôm nay mọi người thấy không, đồ ăn đây, hôm nay đến video hôm nay nhưng mà mọi người thấy không, nhưng mà không có làm ẩm thực đâu nha. Hôm nay là em sẽ làm một bữa gọi là gì ta, thử thách ăn xoài với chanh. Đấy, mọi người nghe xong mà thấy chén nước miếng đó, nó nhìn kích thích liền. Thì em sẽ làm cái bữa đây sẽ là một cái bữa thử thách ăn chua mà không phải đơn giản ăn không ăn mà cũng phải không nhắm mắt. Không nháy mắt nha, không nhăn mặt mới hay. Đây vô cái bữa hôm nay á là em trước khi làm đây em đã gọi hai ông thần đó gì rồi. Thì giờ hai ông đó đang trên đường vô á mọi người, nhưng mà bữa nay á mà nghe nói thử thách hai ông đó cũng ngán luôn. Kiếm thiệt. Giờ một bài mà em nhai đi nhai lại nhiều lần cho nên hai ông đờ phèo lắm. Nhưng mà không, em nghe có tiền là cũng cứ rụng rộn thôi mọi người. Cho nên là hôm nay thử thách nhưng mà vẫn có thương nha. Vẫn có thương đàng hoàng nha mọi người ơi. Cho nên là chứ không có trôn tiếc. Em nói trước là ở đây là hôm nay sẽ là một cái video không phải là ẩm thực đó, cho nên là một bữa thử thách quanh đã tràn mà mọi người phải chờ đón xem nha. Tại vì á cái tình huống này nó phải mọi người mà phải theo dõi từ đầu cho đến cuối video nha, chứ mọi người bỏ một cái nó dấp cái là mấy anh chị coi không hiểu gì đâu, được chưa? Đấy, giờ em sẽ vô công cuộc chuẩn bị cái màn thử thách ăn chua ngày hôm nay. Cái món này là kích thích vị giác lắm nha mọi người ơi. PC sao đây, tao cho mày nhiệt tiếng rồi đó, cho đây thằng đừng có nói. Thấy giờ hôm qua thấy biết sự lợi hại của tôi chưa? Đây tao cho mày, ê đó tao cho mày đây đem về bán đi. Chứ làm gì mập vậy? Đồ mấy thì chồng nát rượu từ giờ có gì nát cơm nát gạo đâu. Mình yếu mình đỡ người ta bắt cái điểm yếu của mình. Nó nhung rồi kìa, thấy không? Ông thấy không? Ông thấy con vợ ông bây giờ nó nhung tôi, thấy tôi sao? Thâu lỡ rồi. Gì đây nữa? Chào tất cả mọi người trên kênh của Bí Ăn Vlog nha. Hôm nay anh đi ăn gái thì không bao giờ sợ. Đúng vậy. Trời cho. Hôm nay em đâu làm gì đâu mà sợ. Ông que lục đục rồi chưa mày sợ. Mày chưa đâu, mày đỡ đó, mày đỡ tao đó. Mày cái thằng khốn nạn. Mày gì ở đây giờ? Hôm nay làm thử thách ăn chua. Em làm mấy cái video đây anh nghĩ con em chắc mai mốt bữa kia gì lạ rụng á. Không có thơ nào mà đã sống. Em ơi, mắm mày muối thôi. Muối giải giờ nha. Ông là cô hồn sống á, hút muối giải ông quý á. Một đầu tháng tới rồi hút muối giải ông. Đó này đúng tháng 7 luôn á. Ừ, đúng là tháng 7 á, nó nói vậy, ông có sai. Ông á là nằm trong tháng đó. Chụp. Em thấy đứng anh nuốt anh đúng biết là cực rồi. Anh thì cái gì, nhạc nào anh cũng nhây hết á. Chưa mà chưa. Đây đây mà làm gì đây? Ừ, mà cái đây em đừng có quay video, ăn không phải được đúng vậy. Thà quay video em quay. Bây giờ em làm gì? Quá quay video. Em quay giờ đâu chứ? Đã nói thử thách đâu mà ăn video rồi mình ăn không có nhân mặt. Có tiền không? Quá rõ ràng chứ phải có. À, thử thách là phải có tiền đi vô trong đó chứ không phải thử thách ăn không đâu nha. Có tiền chứ không có tiền ai được chơi. Nhiều. Dạy cho anh quay video chứ.
chuột anh làm nhìn đâu em nhiều có giữa này anh trai giữa anh để thử thách thì phải đi kèm với giải thưởng nó hậu hí rồi phải cầu gái chưa. Hôm nay thôi cho vui nè nha, có một chút kinh phí cho nên xíu xíu cho nên hậu em chào lớn luôn nha. Hôm nay ai thắng thử thách đây là được 300 ngàn. Là sao giờ là anh là sao bây giờ ai thi anh thi với em ấy anh nhung hăng cho vậy mà cua gì còn mấy gì cái thuốc anh ở ống này anh mấy cổ này đồ anh gió hỏng lên luôn hết trơn đừng nói chứ mày anh chua ở tôi đỡ khoét ông gáy rụng nụ liền chứ có đâu mà cái miệng ông anh chua là gáy răng ông hiểu không. Nếu mày so tao ăn thịt heo mày tao ăn lại à, bởi vì mày là heo mà còn mày ăn chua ấy vậy gì tao nói chua động gì tao anh ăn đồ anh vô anh làm cho đại gia đình thiên hồng tối tôi ăn tôi làm mong luôn nè. Chứ mày mới bóp cổ tao đó mày thấy gì bóp cổ á tôi chứng tỏ tôi là tôi sẽ làm ông trong cuộc thi đây chứ không phải là gì. Giờ tao bảo chốt này, nếu mày thi thịt heo á thì tao thua mày, còn mày anh thi anh mấy cái đề là mày anh chịu nấu tao bởi vì cơ bản tao ốm là do tao ai, là sao giờ anh sao chuẩn bị hai người rồi ấy cái đó là sao nè, em đang chuẩn bị rồi bắt đầu em phô biến cho rau đây em thấy giờ tình hình là mọi người thấy ai thắng đầu á rõ rõ ràng thấy anh này. Các bạn nào? Thấy không? Mình ốm là do mình ăn chanh. Mình nói chung là mình ăn đồ chua mình ốm. Còn thằng giấy nó mập là do nó ăn thịt heo quay. Thịt heo luộc. Má heo. Tại cái nó thử miếng rồi. Chua. Sao vậy? Quả chết xài nó phải chua chứ. Cái đậu ra đây nha. Quá chút chà. Chút trống mua trời ngọt. Dạ mới thử thách chứ thật bản kia ai tự nhiên đạn nó thử thách với mình làm 300 ngàn đâu giỏi. Ủa anh thề dọa đau bụng ơi y tế chắc. Ủa anh thề dọa đau bụng ơi y tế chắc. What? Không đâu cần phải anh ăn nhiều miễn là anh ăn một miếng hai miếng cũng được nhưng mà anh mang à, anh đừng ở nháy mấy. Vậy mà anh là chua sao? Đừng ở nhiều mấy á. Mọi người thấy hầu giờ anh chua mà không có nhiều mấy chưa. Anh chua là ai tình hình ai còn nông anh chua mà nông nhiều mắt đó đúng không? Bây giờ mình làm lẹ lên một cái là mình ăn không có nhiều mắt. Bây giờ mình làm lẹ lên một cái là mình ăn không có nhiều mắt. Chứ còn kêu báo miệng vậy nè. Thấy chưa? Chục chanh ngọt. Chục chanh ngọt. Thấy chưa? Thấy em không nhiều mắt chua mà nói cái chanh ngọt ai tin. Đi mày là cây tươi nhờ. Hai ông cái gì thôi dẹp ngươi. Ở nào 300 ngàn đâu có ơn có túi hè rồi. Anh nhưng mà không có được uống nước ngàn, uống nước lạnh đụng y chạy chết ta. Nước lạnh đụng y chạy chết ta. Mày nói cái gì? Anh nhớ anh em chỉ cần phi này thôi. Ờ chứ được. Do chuồng lắm quá. Đúng rồi lấy đồng tiền này nó cây đánh nó giấy không? Đúng chưa? Ngầu giờ vô ngầu ấy. Wow. Ngầu giờ sao mà có nghĩ lại không? Phải em lấy gớ rồi cho ngầu. Thôi giờ em cầm mấy luôn nha. 50 rè thì thử thách được. Nhanh đi cho cái đây màn trò này là khán giả người ta cũng trông chờ dữ lắm. Bây giờ thử thách đó giờ ai thắng cuộc bao nhiêu tiền? 300. Mày hiểu rồi chứ. Anh người ta mà em được không? Mà nó biếu anh đừng có nhắm mắt. Thì giờ tôi ăn tôi không nhém là được rồi. Đúng đâu. Vậy vậy anh Dương Giá lấy khẩu trang bịt mét lại được không? Dương Giá lấy khẩu trang bịt mét lại được không? Thôi mày im mãi à mồm đi. Không được vậy. Vậy cũng như không. Không sao vậy. Bây giờ nha, không mình cách nào hết giờ ông thích không? Ông chơi, ông thích thâu, ông thua là giờ ông bỏ cuộc là anh có tiền hay sao nữa. Đúng không? Đúng mấy cái thằng bỏ cuộc tao đập cái gớm đầu mày quá vậy. Vậy thôi nói thua đi cho đưa tiền cho anh Giá luôn. Mày đâu cái thứ. Chưa thấy gì mà giờ ông giờ ông thấy ông thắng được tôi. Hồi xưa giờ ông với tao với trò nào ông thắng được không? Giờ ra đây, ra tao thấy nè. Rồi, chuẩn bị vô màn trò này. Ủa, lộn, vô thử thách đây. Trò ở đây nữa. Không có, bữa nay không có trò. Đó, em xét là em cũng xét trước mặt anh được chưa? Ám ảnh mà, nó cứ ảnh cứ ngẹn tao à, người tao. Cái ngờ. Em thả em trôn em đi qua em trôn bên mấy cái thằng đầu trâu mình mấy thằng bên kia em làm gì em chứ? Đừng có trôn anh với anh Giấy nhà là cứ thử thách đồ kiếm tiền đúng rồi mày cũng được cái tại lên đó giờ lên nói ở các ông fan ông gì đó đồ mình gỡ cho em ít tiền anh gỡ cho em ít tiền mày nói cái gì rồi giờ thử ơi giờ mấy anh có thử giờ không mình phải đi điều chứ anh xoài trước xong rồi mới tới chanh. Đục mày sao khó chứ em cục thi ai muốn ăn gì anh. Không, xoài trước xong rồi mới tới chanh nhớ. Bây giờ xoài trước anh Hân ăn xoài rồi anh Giá ăn xoài. Đợi em quay cảm xúc của hai người để
cái nét mặt của hai người không bốc lên nè. Thì bốc lên chứ. Mọi người xem giùm em luôn nha. Đó, mọi người nhìn kỹ giùm hai gương mặt đây nha. Mặt nào mà nhiều cái mắt anh gái mở mắt to lên chứ anh mắt anh hí hí nữa không? Không biết lúc nào anh nhiều quá luôn á. Nè, để cái body sammy nha. Điên rồi nha. Rồi, cán da giùm giùm em dưới nha. Soi giùm dạ, em. Dạ, body mày đẹp quá nên nó mới tham nha. Mở con mắt to lên. Mở con mắt. Mở con mắt trong cáo em. Trái em thấy anh nhắm đầu quá nha. Cưa, cưa như ai hả? Bỏ cánh này cho thằng hồ. Rồi anh gái thua. Không có. Chứ sao? Đồ hai đối thủ đây cũng dữ vậy nhờ. Dạ anh gái. Ê, em mở mắt lên cho tao. Anh vô lấy cuộn bên kia qua cho anh mở anh dán lên. Lấy hai cái tem chống lên thử. Hả? Dữ. Con được. Ông cũng nhiều nha, ông cũng nhiều nha. Ê, tao tự nha, ngẫu nhiều nha thằng chó. Ê, tao tự nha, ngẫu nhiều nha thằng chó. Lớn rồi. Bốc phép ít thôi. Ông chọn, ông do, ông chọn là ông sai quy tắc rồi. Chọn cái sai quy tắc rồi. Ngoài chứ ông nói thì ai bên nói vậy không? Tôi nói thì khổ nhiều cỡ tôi, làm như làm cỡ tôi. Mới ra. Mấy quỷ bị đau rồi. Ê, ê, chắc làm gì bụng tay bụng chân rồi vậy? Tôi béo, cái đó là body tôi béo, cỡ tôi. Nào. Xí nháp nãy thử đâu. Ê. Cái gì thử mày? Hồi nãy thử một miếng đều bây giờ mới trâu mới vô nè. Chú quay mà vô á. Ý là bây giờ thôi. Ý là tiền này tiền của em hay là tiền của ai cho? Tiền của fan. Tiền của fan. Nữa fan nữa. Fan nữa không? Lộn cho tao nghe từ fan tao thì ứng phản quá. Fan cái mèo ấy sẽ thấy nó chua của em. Tiền bao giờ đưa tiền em mới tin. Không tiền thì không sợ đâu. Tính cái nó không chạy được. Nhưng mà tao nghe từ fan tao sợ quá. Tao đụng quá tao tam anh quá. Fan quá. Fan cũng có fan dít fan rác chứ giờ đâu phải fan nào fan. Bây giờ anh kèm cái muối. Lấy muối cho anh. Đúng rồi vậy. Miếng muối. Đúng rồi đúng rồi. Trời, đúng. Muối nữa này mặt hai ông nên sao đi nhiều chuyện dữ không? Chứ bây giờ cái chua lét vậy mà sao hoàn thành thử thách được. Mà giờ biếu ăn hết đây luôn. Ăn một miếng nữa để tí đã ăn quần rồi. Mà giờ ăn tao miếng thứ hai nữa chắc đủ lòi ra cục tí ra hoài luôn quá. Có chắc đủ lòi ra cục tí ra hoài luôn quá. Đi ăn hết luôn lấy tiền chứ nói vậy. À thôi giờ đòi muối đúng không? Thôi đỡ tôi cho thêm miếng muối nữa, ăn cho dở. Rau, lấy muối đi. Em cho muối đồ gì mà em cho giống như bố thí vậy em ăn. Bây giờ anh đổi sao nữa. Bây giờ anh xin em cho chứ giờ anh hết đi đầu em làm cho nữa. Thôi rồi bây giờ thôi cố gắng. Bây giờ ai đây. Bóc vô. Cái trù ông hợp tác đồ. Ê, nói gì vậy thầm thầm thi thi gì nữa. Cái chuyện của anh với ông Hân sao em cứ mệt quá. Thì miễn không nhưng mặt là chiến thắng. Miễn không nhưng mặt là chiến thắng được đâu. Vậy em cứ vậy đi. Giờ tao muốn canh này nha, khán giả dồn dùm em chút nha. Ba nụ miếng. Được hai đối thủ ngang tài ngang sức nha mọi người ơi. Đồ em vẫn chưa thấy ai nhanh nhiều mấy hết. Gơ dữ. Chanh ngọt đúng không? Ngọt. Chanh ngọt. Đồ. Ngọt mấy. Đồ chanh mới ăn chắc ngọt gơ gớm. Thua ông rồi. Chấm nữa. Giá miếng thứ hai đâu. Đồ anh Hân cũng miếng thứ hai luôn. Quý anh em nha. Chanh ngọt như đường nha. Đồ. Gơ dữ trong. Vô, giá miếng xoài thứ hai. Đúng, miếng xoài thứ hai luôn.
Đồ vậy đâu biết ai thắng ai thua á. Ui chịu hết nấu rồi nè, chịu hết nấu thua ai. Đừng gọi điện chí. Dạ 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 tiếp miếng. Mày lấy muối cho mày. Chú chả làm gì quẹt muối hết rậu. Xin miếng muối nữa hả em. Tại muối này. Anh gì dừa đâu chứ. Muối dừa anh. Mà có muối anh. Muối ngon hả không? Có muối anh nó dịu hơn đúng không? Muối này nó hơi ngon nhưng mà có muối còn hơn không. Xin miếng muối thôi. Đợi mấy giờ muối. Thôi anh còn mấy miếng nữa anh hết cho rậu. Rồi còn mấy muối sao? Lỡ nào anh tắt cái muối này cái nó nhăn mặt rồi sao thua sao không có được. Đồ chà miếng muối này em. Dữ trời. Giờ làm nó lâu anh. Đồ, vô đi, vô đi, vô lấy đi. Không chờ nha. Chút đi. À, lẹ chứ còn mấy miếng nữa nè. Muối vô đỡ à. Mà cái muối sao nó mặn mặn á. Muối nặng mặn mà. Nó mặn nó bên cái muối gì á, lẹ lắm. Mùi dầu. Ờ, nó giống như mùi dầu lửa vậy á. Còn miếng anh thấy. Tay không thì thiếu. Ừ. Em làm anh đồng đạo. Làm anh cái gì đi mua. Nhẹ hết muối rồi. Rồi chạy đi mua ấy. Tụi mày giờ mày mua giày thâu chứ nó lỡ thầy lỡ thở hết giày rồi đem cái guồn chua ai được. Thâu đưa em sang xuất khẩu. Thâu đưa em sang xuất khẩu. Gì sang xuất. Được em làm được cái món này em làm được. Được. Làm được. Tận hầu giờ ấy muối nhà em toàn là nhẹ là tụi em làm không. Làm được, tận hầu giờ ơi, muối nhà em toàn là nhẹ là tụi em làm không ấy. Ê, bữa tôi thấy bà mua nhà em nghĩa không bà. Cùng bé cái đó là đường á. Nó làm được cỡ đỡ là làm. Ý là em có quy trình không? Em đánh từ hồi xưa em làm ở dưới dân biển ấy. Em làm ngay chỗ đây cho anh coi luôn ở. Em dân xưa em dân góc biển ở. À, thôi vậy cũng được làm miệng nhanh không? Nhanh không? Miễn có 300 được. Chờ chút xíu là làm được ấy. Đồ, mấy chuyện vợ ông giỏi ông nó có cái ngành ngờ đó, dựng cái cho ông. Giỏi lắm mà. Lẹ, ủa nó quay ai cũng mất. Tao mày ráng anh mày. Ừ. Anh coi anh. Anh bây giờ. Vậy giờ ai kia mấy quay vậy? Còn mẹ nó chứ nó quay cái gì còn nó chứ. Chỗ đồ mình ăn còn mình coi như mình ăn chứ mình đâu có chụp. Điên sao lúc nó ăn lên cái khúc tôi ông ngầu nhăn mặt sao. Cùng rồi sao vậy? Hiểu không? Nó đổi đầu ngu quá mà. Bây giờ mình ăn vô nó lên nó hôi à. Chua quá mẹ. Mấy cái chuyện đây là giỡn chớ bàn tay nhiều cái nó cười cong thôi. Là sao? Điều nhà mình làm đồ nhà mình làm gì vậy? Giờ làm nè. Từ kiếm mày có làm gì má ơi. Em à đồ chả đến gì đấy? À anh kèm đồ chả đến gì anh kèm ơi. Ờ à, vậy được em. Đồ chả đến vô anh cho. Gì nữa? Mày máu lần đầu tiên tao thấy. Mày máu lần đầu tiên tao thấy. Nó chiên chè trứng đâu chè trứng vịt ăn kèm với cái đây cũng được khỏi chua em vậy em lấy thêm mấy củ tỏi nữa ăn vẫn ngon em tỏi gì nữa tỏi chè trứng vịt nữa một bữa sau em á anh nói em chuẩn bị thử thách em chuẩn bị cho nó ấy hơn chút xíu à vậy là giờ đồ chè trứng vịt xem như anh nhìn giá thấy đưa 300 đừng cùng cùng quá tự nhiên chưa xong mà đang vậy nói ông Phan đó chưa coi như là ông hoàn thành thử thách không có nhăn mặt giấy rầu đâu có nhăn nào nãy giờ đâu nãy giờ ấy vậy đâu mà hai ông đấy xong nó nói nhiều mặt xong mới nhiều cái nó mặt quá kinh nhé. Làm gì nếu đâu có việc bây giờ anh cầm ở đây đi. Anh cầm ở đây nha chứ cái tại vì cái đây á là nước đây này là em phải dứt ra từ nước cắt đây nó mới được. Cái gì nước cắt đưa đây anh mày cái gì trực tiếp vô trong đây cũng được mày hứng thì càng tốt nha đó. Chết của em. Anh biết đỡ làm được một nước như đây là nó hiếm lắm là sao ý là sao anh vẫn chưa hiểu. Sao mùa hậu em giống sao nó giống mùi muối này sao mình chắc hả. Bật lên nè. Cái gì vậy? Là em làm muối hả? Đúng rồi, giờ em phải bằng, ra bằng cái... Yeah. Đồ của em á, còn không muối. Cái gì vậy? Hai ông đi làm gì vậy trời? Muối đây.
Nãy cái muối nãy ra sao? Là từ mồ hôi của em ra. Thằng này mang từ hồi sáng tới bây giờ luôn mà. Chả làm gì vậy trời, đi lại đây, lại đây. Trời, anh coi này, coi nó sâu xong bắt đầu là nó cốt lại thành thành muối này. Người ta gọi là muối rang đó. Đùn lên chứ không ăn ăn đồ mấy cái giờ tôi ăn mùi không ra. Tôi nghe ăn cái mùi muối tôi kêu mày mánh 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 mùi ơi dầu à. Đồ giờ nó làm ra được đâu nè. Bỏ trong hăng là anh nhận xe lẹ ông, anh từ hầu nhỏ tới giờ mà giờ ông làm như là anh xe lẹ dữ lắm mẹ ông. Chỉ đồ cái đầu tôi giờ nó tính muối nó không thông minh là do đây nè. Anh giấy làm cái chuyện gì đâu, cứ khó khăn thôi. Ông Hân nhờ em ổng ăn cái muối này mà tặng mấy năm nay ổng không có bị bu cô á. Nhà em là không có ai bị bu cô luôn. Đúng rồi, nó bu cô mà lên chủ hạch chỗ đây. Ông nó leo dày, ông còn nó leo dày, ông còn nó dày. Anh bị khùng hả, mấy cái chỗ đó nó mới có mùa hâu chứ anh bị gì vậy cháy. Lùi quá chứ lùi mấy chào cái lẹ em giết người rồi. Em nói thế gì đâu, vừa biết giờ em đi, em nói vậy ai làm chưa vậy anh nghĩ muối đâu. Anh không biết gì hết, bây giờ mình bỏ thêm một chút xíu bột ngọt này, một xíu ớt nữa, mình vẽ lại nó quyện lại là muối nào còn như muối đó mà. Anh ơi, nãy giờ anh có bay mùi gì đâu, nãy giờ có bay mùi gì không? Ôi, nó nghe mùi bánh 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 bánh. Em nói thiệt cái gì vậy hả? Em nhà hồi xưa giờ em làm cho giấy luôn hả? Quả chứ hồi xưa giờ em ăn giấy không, ông Hân cũng ăn giấy không mà. Chứ sao tức? Em thấy em mang cái đó. Ê, đưa tiền ơi. Ê, bình tĩnh nha, mình đưa tiền đi vậy chứ. Ê, mồ hôi con vợ không anh? Bình thường ngồi với tôi, nghĩ sao tôi anh mồ hôi con vợ không anh? Quả nhái, nhái. Cái mồ hôi của em cũng giống như mồ hôi của vợ anh vậy không? Ép lùi đi cho. Khác gì đâu. Bây giờ mà cái chuyện đó anh hưởng sức kỳ vậy trời em. Quả anh hương xuất vĩ là im tương đâu, cái đó là tinh chất nó là nước cắt là bú cho cơ thơ chứ. Em có đẹp không vậy, em có biết cái đầu em có bình thường không vậy anh? Đó nó bình thường vậy, tao nó nằm ngu mơ luôn, nó cứ gây như con trâu. Ê, quý kệ. Ôi, nghĩ hết chuyện rồi, cho đồ ăn ngô mù hầu với em không? Quỷ kìa mấy gì tao ngu tao gáy mấy gì ai biêu nó ở đây nói vậy. Ê vô đây em vẽ cho miếng muối ớt đem về nhà ăn trái cây. Nhiều uống dữ trời. Này công suất em là hồi trưa giờ mới được nhiêu mồ hôi đó mà. Thôi con ăn cái trời dắt mồ hôi đó về cho nó làm muối. Trời mít vậy không? Nó rút đồ rồi mà nó chắc ra làm chảo rồi nó rang lên nó làm muối cho anh à. Ai được không? Mấy con bèn giấy cái lẹ em. Hư thanh mất đó hèn chi anh mùi muối rồi nghe mùi hồng đất rồi. Cái đó ờ cái đó thịt sáng mà. Coi thơ đâu để dở gì mới có được đó đâu trời. Ê, tôi đi luôn. Không nhái. Nhái vô đây em vẽ cho miếng rồi đem về anh đã cây em nhái. À, tôi đi luôn, tôi xuống nhà giá tôi ngủ luôn, ở luôn, đây lên đây. Dạ dạy. Tôi đi luôn. Ông rồi mấy con vợ thiệt là lộn. Cái mùi của em giống như mùi của vợ anh ông nhái. Ông vợ đi vậy luôn. Vô phần phúc. Hai về sợ mất dép. Hai về sợ mất dép luôn mọi người ơi. Lâu lâu lạnh chú. Nói chứ nãy giờ em trôn thôi mọi người. Em tròn chút xíu thôi. Chứ mồ hôi nào đâu mà tao mất mà ra mà để làm muối. Ê tròn chút xíu thôi mà cái đầu nó nhẹ quá mèo, cái đầu nó yếu quá cho nên là đi sàn chút xíu thôi. Chứ không có gì hết đâu nha mọi người ơi. Nói chung là mọi người coi video vui vẻ nha. Cho em cũng tròn chút xíu cho vui thôi. Thì em kết thúc video tại đây nha. Hẹn mọi người một cái video sau, hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn nha mọi người ơi. Bye bye.